Xin chào tất cả các em học sinh khối 11. Trong buổi học hôm nay, thầy cùng các em tìm hiểu bài giảng bài tập về cấp số cộng và cấp số nhân. Mời các em cùng theo dõi. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu bài số 1. Bài 1 cho cấp số cộng thỏa mãn U5 cộng 3U3 trừ U2 bằng trừ 21, 3U7 trừ 2U4 bằng trừ 34. Câu A tìm U1 và D, có nghĩa là tìm số hạng đầu tiên và công sai. Câu B tìm số hạng tổng quát UN. Câu C tìm số hạng thứ 100 U100. Câu D tính tổng của 20 số hạng đầu tiên, tức là x20 bằng U1 cộng U2 cộng U3 cộng cho chấm 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 cộng cho U20. Từ U1 đến U20 thì có 20 số hạng. Trước khi giải bài số 1, các em lưu ý công thức. Thầy xét cấp số cộng. Xét cấp số cộng U1, U2, U3, chấm chấm UN. Công thức thứ nhất, công sai D sẽ bằng U2 trừ U1 hoặc U3 trừ U2, vân vân. Công thức số 2, đây là số hạng tổng quát UN sẽ bằng U1 cộng cho N trừ 1 tất cả nhân cho D. Công thức thứ 3 là XN sẽ bằng N lần 2U1, N nhân 2U1 cộng cho N trừ 1 tất cả nhân D, tất cả cái này đem chia cho 2. Công thức thứ tư, U1 cộng U3 sẽ bằng 2 lần U2. Bây giờ chúng ta đi giải cái hệ phương trình này để tìm được U1 và D, thì chúng ta sẽ tính được tất cả các câu còn lại. Ta có U5 cộng 3U3 trừ cho U2 bằng trừ 21. Phương trình số 2 là 3U7 trừ cho 2U4 bằng trừ 34. Tương đương luôn. Chúng ta thay thôi, U5 thì bằng gì? U5 thay nào bằng 5, vậy là 5 này U5 thì bằng U1 cộng cho 5 trừ 1 nhân D. U5 thì bằng U1 cộng 4D. U1 cộng cho 4D. U3 thì bằng U1 cộng 2D. Do đó cộng cho 3 nhân cho U1 cộng cho 2D. Trừ U2. U2 thì bằng U1 cộng cho D. U1 cộng cho D bằng trừ 21. Phương trình số 2 là 3U7 trừ 2U4 bằng trừ 34. Thì 3U7 thì 3 lần này nhân cho U7 thì bằng U1 cộng 6D. U1 cộng 6D. U4 thì bằng U1 cộng cho 3D và trừ 2 lần. U1 cộng cho 3D bằng trừ 34. Tương đương, chúng ta thu gọn hệ phương trình này chỉ còn lại là U1 với gì? Với D là xong. Cái này là 3U1 phải không? Với 3U1, cái này coi chừng. Dấu trừ. Chưa? Trừ U2 là bằng U1 cộng D, đúng rồi. Này là 3 nhân gì đây? Cái này là 3. 3U1. 3U1, cái này là trừ U1, cái này cộng U1 là hết rồi, vậy còn 3U1 thôi. Phương trình đầu tiên là 3U1 này. Cái này 4D. Cái này 3 nhân 2 là 6, 3 nhân 2D là 6D, 6D 4D là 10D, cái này trừ D là còn gì? 9D. 3U1 cộng 9D bằng trừ 25 là trừ 21, được chưa? 3U1 cộng 9D bằng trừ 21. Phương trình số 2 là 3 nhân U1 là 3U1 này. Cái này là trừ 2U1 là còn U1.
U1 3 nhân 6 dê là 18 dê. Cái này trừ 2 nhân 3 dê là trừ 6 dê. 18 trừ 6 dê là còn 12 dê. Còn 12 dê bằng trừ 34. Đây là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Ẩn là U1 và dê. Chúng ta dùng máy tính bấm sẽ có kết quả rất là nhanh. U1 dê bằng 1 5 1 3 9 trừ 21 1 12 trừ cho 34. Kết quả là U1 bằng 2, dê là bằng trừ 3. Vậy chúng ta trả lời câu A. Câu A, vậy thì U1 sẽ là bằng 2, dê bằng trừ 3. Chuyển sang câu B. Câu B là đề yêu cầu tìm số hạng tổng quát UN. Thì UN bằng gì? UN thì bằng U1 cộng N trừ 1 nhân D. UN thì bằng U1 cộng cho N trừ 1 nhân cho D bằng U1 thay bằng 2 cộng cho N trừ 1 D thay bằng trừ 3. D thay bằng trừ 3 thì lúc này UN nó sẽ bằng gì đây? Trừ 3 nhân N trừ 3 N, trừ 3 nhân trừ 1 là cộng 3, cộng 3 với cộng 2 là cộng 5. Vậy cái là bằng 5 trừ cho 3 N. UN sẽ bằng 5 trừ 3 N. Đây chính là số hạng tổng quát của cấp số cộng. Số hạng tổng quát của cấp số cộng là UN bằng 5 trừ 3 N. Chúng ta giải câu C. Câu C. Câu C người ta yêu cầu là tính U100, có nghĩa là số hạng thứ 100. U100 bằng U100 thì nó bằng gì? Công thức của nó nè. UN bằng U1 cộng N trừ 1 nhân D. U100 bằng U1 cộng cho 100 trừ 1 nhân D là bằng 99D. Vậy bằng U1 cộng cho 99D bằng U1 chúng ta thay bằng 2. U1 bằng 2 nè, cộng cho 99D. 99D mà D ở đây là bằng trừ 3. Vậy cộng cho 99 nhân cho trừ 3. Kết quả là U100 sẽ bằng 2 cộng cho 99 nhân cho trừ 3 trừ 295. Kết quả là bằng trừ 295. Câu cuối cùng là câu D. Câu D là tính tổng của 20 số hạng đầu tiên. Thì xn là bằng n nhân cho 2U1 cộng cho n trừ 1 nhân D chia tất cả chia 2. Vậy đây n thay bằng 20. Vậy x20 sẽ bằng n thay bằng 20 nghe chưa? N thay bằng 20 thì ở trong nó còn là 2U1 cộng cho N trừ 1 nhân D. N bằng 20 thì 20 trừ 1 còn 19. Vậy cộng cho 19D. Tất cả này đem chia cho 2. Được chưa? X20 là bằng 20 nhân cho
2U1 cộng 19D tất cả chia cho 2. Thay n bằng 20 thôi. 20 vào đây nè. 2U1 này 20 trừ 1 cộng 19, gán D vào là 19D. Tất cả chia 2. Bây giờ chúng ta thay số vào là xong. Bằng 20 mà chia cho 2 là cộng 10. 20 chia 2 bằng 10. Bằng 10 này, 20 chia 2 bằng 10 này. Ở trong là còn 2U1 cộng cho 19D. Này bằng 10 nhân cho 2U1 thay bằng 2, vậy 2 nhân 2 cộng 19D thì 19 nhân cho trừ 3. Kết quả x20 sẽ bằng 10 nhân cho 2 nhân 2 là 4 cộng cho 19 nhân cho trừ 3. Kết quả là bằng trừ 530. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu bài số 2 cho cấp số nhân thỏa mãn. U3 bằng 18, U6 bằng trừ 486. Yêu cầu câu A tính U1 và Q, tìm số hạn đầu tiên và căn bội Q. Câu B tìm số hạn tổng quát UN. Câu C tính số hạn thứ 2020 U2020. Câu D tính tổng của 12 số hạn đầu tiên. X12 bằng U1 cộng U2 cộng U3 cộng .. cộng U12 tổng của 12 số hạn đầu tiên. Trước khi giải bài tập số 2, các em lưu ý công thức về cấp số nhân. Xét cấp số nhân. Cấp số nhân U1, U2, U3 .. tới UN. Xét cấp số nhân từ U1, U2, U3 tới UN. Thì công thức đầu tiên là công thức tính công bội. Q sẽ bằng U2 chia U1 hoặc là U3 chia U2 vân vân. Công thức thứ hai là công thức số hạn tổng quát. Số hạn tổng quát của cấp số nhân là UN sẽ bằng U1 nhân cho Q mũ N trừ cho 1. Công thức thứ ba là công thức tính tổng của cấp số nhân là xn bằng U1 nhân cho Q mũ N trừ cho 1. Q mũ N trừ cho 1 chia cho Q trừ 1. Quạt nó bằng là U1 nhân cho 1 trừ Q mũ N chia cho 1 trừ Q như nhau à. Công thức thứ tư là U3 nhân U1. U3 nhân 1 nghĩa là U1 nhân U3. U1 nhân U3 sẽ bằng U2 bình phương. U1 nhân U3 là bằng U2 bình phương. Cái này hơi khó hiểu này, em thấy à, dù như coi là cấp số nhân là 1 2 này. 1 2 4 đi. 8 vân vân, được chưa? Thì em thấy U1 chính là 1 đúng chưa? Đây là U1 nè, đây là U2 nè, đây là U3. Vậy em lấy 4 ôm nhân cho 1 nó có bằng 2 bình không? Thấy chưa bằng chưa? Vậy là U1 nhân U3 thì bằng U2 bình phương. Bây giờ chúng ta đi giải cái hệ phương trình U3 bằng 18 và U6 bằng trừ 486. Chúng ta phải chuyển U3 và U6 về U1 và D và Q. Chuyển U3 và U6 theo U1 và Q nghe chưa? Chuyển U3 và U6 theo U1 và công bội Q. Ta có U3 thì bằng 18
U6 thì bằng trừ 486. Tương đương, chúng ta thay vào công thức đây. UN thì bằng U1 nhân quy mũ N trừ 1. Vậy U3 thì bằng gì? Thay cho N số 3 đó chứ. U3 thì bằng U1 nhân quy mũ 3 trừ 1 là còn quy mũ 2. U3 sẽ bằng U1 nhân cho quy mũ 2 bằng 18. U6 thì thay số 6 vào đây, N bằng 6. Vậy thì bằng U1 nhân quy mũ 5. U1 nhân cho quy mũ 5 bằng âm 486. Chúng ta sẽ thực hiện phép chia. Lấy U1 quy 5 chia cho U1 quy bình. Rồi lấy tiếp tục bên trái là lấy gì? U1 quy 5 chia cho U1 quy bình. Bên phải là lấy trừ 486 chia 18. U1 quy 5 mà chia cho U1 quy bình là rút gọn U1 là còn gì đây? Còn quy 5 chia quy bình là còn quy 3. U1 quy 5 chia U1 quy bình là còn quy 3 trừ 486 chia cho 18 trừ 486 chia cho 18 thì được là trừ 27. Quy 3 bằng trừ 27 nè. Quy 3 bằng trừ 27. Tương đương. Các em phải nhớ công thức là A mũ 3 bằng B mũ 3. Thì tương đương với A bằng gì? Bằng B. Vậy thì thầy đưa cái trừ 27 vào trong. Vào trong cái mũ. Được chưa? Quy mũ 3 sẽ bằng trừ 3 tất cả mũ 3. A3 bằng B3 thì A bằng B, A chính là quy, còn B chính là trừ 3. Vậy tương đương với quy bằng trừ 3. Quy bằng trừ 3. Quy bằng trừ 3 chúng ta sẽ tính được gì? Tính được quy bằng trừ 3 chúng ta sẽ suy ra U1. Tính được U1. U1 nhân quy bình thì bằng 18. Vậy thì U1 sẽ bằng 18 chia quy bình. Vậy 18 này chia cho quy bình, chứ nghĩa là chia cho trừ 3 tất cả bình phương. Được chưa? U1 nhân quy bình bằng 18 thì U1 sẽ bằng 18 chia quy bình. Vậy thì U1 sẽ bằng 18 chia cho trừ 3 tất cả bình phương. Trừ 3 tất cả bình phương là bằng 9. 18 chia 9 bằng 2. U1 bằng 2. Được chưa? Và chúng ta trả lời được câu gì? Trả lời được câu A đó. Câu A này. Câu A thì trả lời được là U1 bằng 2. Quy thì bằng trừ 3. Xong câu đầu tiên. Tiếp theo câu B. B người ta hỏi là số hạng tổng quát của cấp số nhân. UN bằng UN thì bằng U1 nhân quy mũ N trừ 1. Vậy nó bằng U1 nhân cho quy mũ N trừ cho 1. Chúng ta thay số vào thôi. U1 thay bằng 2. Vậy bằng 2 này nhân cho quy mũ N trừ 1 mà quy bằng trừ 3. Vậy nó nhân cho trừ 3 tất cả mũ gì? Mũ N trừ cho 1. UN thì bằng U1 nhân quy mũ N trừ 1. Vậy nó bằng U1 là 2 nhân cho quy mũ N trừ 1, nghĩa là trừ 3 tất cả mũ N trừ 1. Đây chính là số hạng thứ N cộng 1. Đây chính là số hạng tổng quát của cấp số nhân. Đây chính là số hạng tổng quát của cấp số nhân. Câu C. Câu C người ta yêu cầu là tính số hạng thứ 2020.
U2020 sẽ bằng U2020 sẽ bằng U2020 thì nó bằng là áp dụng thức thay vào đây nè, U1 nhân quy mũ 2020 trừ 1 là còn 2019 á, thì bằng U1 nè nhân cho quy U1 thay luôn đi, U1 thay bằng bằng 2 nhân quy là nhân cho trừ 3 tất cả mũ mũ n trừ 1 ở đây là lấy 2020 trừ 1 là 2019. Số hạn thứ 2020 là bằng 2 nhân trừ 3 tất cả mũ 2019. Câu cuối cùng là câu D. Tính tổng của 12 số hạn đầu tiên thì x12 sẽ bằng xn thì bằng U1 nhân quy mũ n trừ 1 chia cho quy trừ 1. Vậy sẽ bằng U1. U1 ở đây là bao nhiêu? U1 ở đây là bằng 2. U1 là 2 này, đó nhân cho quy mũ n trừ 1 mà quy là trừ 3. Do đó thì nó bằng gì? Trừ 3 tất cả mũ n. Mũ n ở đây chính là mũ gì? Mũ 12 trừ cho 1 chia cho quy trừ 1, nghĩa là chia cho trừ 3 trừ cho 1. Xn bằng U1 nhân quy mũ n trừ 1 chia quy trừ 1. Vậy thì x12 sẽ bằng U1 là 2 rồi, quy là quy mũ 12 là trừ 3 tất cả mũ 12 trừ cho 1. Chữ mão là trừ quy trừ 1, nghĩa là trừ 3 trừ 1. Chúng ta bấm máy tính. Bằng. Tên mũ rất là to. Trừ 3 có mũ 12 trừ 1. Trừ 3 được 4 rồi. Nhân cho 2 nữa. Kết quả là bằng trừ 265.765.720. Trừ 265.720. Kết quả là bằng trừ 265.720. Bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở những bài giảng tiếp theo. Chào tạm biệt các em.